em xin chào các bác đã đến với video của em nha. thì hôm nay em giới thiệu với các bác là một mẫu tô chuông một lít sản xuất 2015, có hiệu là Toshiba, còn gọi là tô cao tầng IH áp sức hút chân không. mẫu này là tô chuông nha các bác, cơm cực kỳ ngon. em quay một dòng ngoại thất các bác xem nha. những mẫu này các bác nấu cơm á, là nó lợi với các bác là sao? hạt cơm ngon, nở đều, đó, không bị vỡ nát và giữ được cái nguyên chất dinh dưỡng hạt ăn hạt cơm các bác thấy là nó khác hẳn những cái nồi cơm thông thường của Việt Nam liền. Nó sẽ không có nhạt đi hạt cơm ăn nó rất là ngọt và thơm, kiểu dai dai đó, mềm dẻo đó. Thì đây là cái mã của nồi nha. Đây. Còn bên đây là công suất của nồi. Điện áp 100 công suất 1240W thì các bác xài cục đổi nguồn 2000 giúp em nha điện áp thì các bác cắm 100 110 đều được thì công sức thì mình xài 2.000 đi em đang có một vụ cục đối nguồn điện là 2.000w cho các bác luôn để nấu nồi cơm với giá là 550.000 cục 3.000w nấu được hai nồi cơm cùng lúc với giá là 700.000 thì các bác nào mình chưa có cục đối nguồn điện mà mình muốn trải nghiệm hàng nhật thì cứ tham khảo bên em nha thì mình mua thì luôn vậy nó cho nó tiện hình thức cũng rất là đẹp các bác mời màu, màu nâu à, nâu nâu thì như trên màn hình vậy nè nó ngoài rất là mới đẹp sản xuất 2015 thì mẫu này là mẫu đời mới đó các bác có những màu đỏ và trắng thì nó từ 24 trở xuống nha còn này mẫu này là từ 25 17 là nó sẽ có mẫu như thế này thì đập vào mùng màn hình các bác xem đó là gom còn xanh bước nữa, các bác đây áp tức còn rất là đẹp mới chát này các bác thì những mẫu này là được em tuyển chọn nhưng còn rất là đẹp thì các bác mình mua hàng thêm chỉ là gom xanh mà mềm dẻo nữa, các bác đó hàng xanh đẹp mới can mới tinh luôn giá thêm để yêu thương các bác xem cuối video em sẽ nói giá báo giá luôn giá thì công khai các bác được mặc cả em cảm ơn nha cái video nào em cũng thường hay nhắc các bác là đừng mặc cả mà cũng một số bác cũng mặc cả mà là dạo gần đây thì em gặp những bác rất là lịch sự nha mua thì kiểu như là chốt rất nhanh gọn nói chuyện thì cũng mà một hai hai nhất trí cho một số bác em á mua hẹn tới hẹn lui rồi bà vợ anh không cho này kia khổ lắm em nói thiệt thì buôn bán mất lòng trước đằng lòng sau những bác mà mua cứ hỏi vợ đi rồi hãy hỏi mua chứ nhiều khi mua dặn hàng em để cho rồi cái qua hôm sau nó vợ anh không cho mua vợ anh không chịu thì em xin lỗi nha đây là son chuông là như thế này các bác đó rất là đẹp các bác thấy không còn mới chát nè đó son chuông là như thế đó các bác gọi là nó như cái chuông chùa như cái chuông mỏ đó gọi là son chuông việt nam gọi son chuông đó, đó rất là đẹp nha các bác thấy không đó đây gọi là son chuông nó cơm thì rất là ngon các bác nó rất là dày dặn lòng rất là đẹp như cái bác luôn mình luôn nè nói chung em mua bán thì nhiều cái cũng cũng dạng bức xúc lắm nhưng mình buôn bán thì khách hàng là thượng đế thì nhưng mà cũng phải là kiểu như cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi <laughs> dẫn cho bác trái trời của này em gặp nhiều bác rất lịch sự nha cũng có một vài số bác thì kiểu như không lịch sự lắm thì nó như vậy rồi thì bây giờ em sẽ cấm điện vào em báo giá luôn nha thì các bác hãy một chút cái nồi này đi giá yêu thương cho thôi chứ không để mà các bác lăng tăng về cái phần giá em bán là em bao rẻ nhất cái thị trường rồi em cắm điện vào nha rồi kính thưa các bác em đã cắm điện vào nha thì nếu mua nồi này về các bác là sẽ là nấu nó lúc này cho em đèn ra đèn ơi côn tự động sáng và đèn hôm nay đèn hút chân không không nấu thì tắt cho em hâm cơm là nút này đó vậy là hâm rồi đó nè nó sáng đèn này có không nó không hâm thì tắt cho em chỉnh gạo cho em nè gạo trắng gạo không roi mình chỉ gạo xài gạo trắng cho em nha mình chỉnh nó mình tắt nó chơi về mặc định là hẹn sáng khung chiều thì hẹn được không khung giờ nào thì các bác bấm nút nấu cho em nha mẹ ví dụ gia đình mình là 19 giờ ăn cơm bấm nút nấu thì đúng giờ này có cơm các bác ăn nè trước giờ này là nó sẽ nấu tầm một tiếng đồng hồ chế độ cô tiết kiệm điện nó cơm rất là ngon cái đầu này chỉnh chế độ nấu chế độ cơm dẻo cơm dai nè cơm dẻo là 55 phút đó nó đơn giản như thôi các bác nhưng các mua thì em sẽ có video hướng dẫn chi tiết nữa nha các bác nồi này cũng còn rất là đẹp tầm 90 phần trăm nha gon xanh mướt lòng đẹp không tì vết luôn rồi thì uh, có nấu sôi nấu cháo nó cháy đầy đủ em xin phép là để xếp màn hình đi đó nè nấu bình thường cái này chỉ là năng thông thường là 50 phút đó một phần nấu thì tắt cho em thì bấm vô đây có nấu sôi nấu cháo đầy đủ nha các bác thì các bác cứ yên tâm sử dụng thì hàng em bán bao nguyên viên nguyên bản 100 phần trăm hình thức như video còn rất là đẹp thì em đang xem với giá yêu thương là 3 triệu 8, 8 nha mua thì cọc cho em là 500 còn chuyển đủ thêm bao ship cọc thì các bác trả tiền ship ưng ừ, mẫu này các bác chụp màn hình gửi qua zalo giúp em cảm ơn các bác đã theo dõi video chúc các bác là nhiều sức khỏe Bây giờ vui vẻ nhớ đăng ký kênh, nhớ nút like ủng hộ em Cảm ơn các bác nha, chân thành cảm ơn, cảm ơn.